Ok, hai, chào bạn, một bạn trở lại với channel của mình. Mình là Vladimir và ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi một cái trò Minecraft thử thách tập 1. À, và các bạn có thể đặt thử thách cho mình. Đây là thử thách xây được tượng của tớ, xây được tượng của Vladimir, đánh được 10 con zombie, xây được một sân vận động. Ok. Skin của mình nè, tại vì bạn mới nhất nên bị mất skin. Skin của hát đề đấy, trời ơi đẹp đẹp đâu. Mình sẽ không chơi Skyblock nữa, mình sẽ tạo một thế giới mới. Mình nè, grab thử thách này bên game mà nó không xuống chơi, đành phải set lại 666. Ok, mình sẽ chơi vậy luôn. Mình sẽ bật cái crystal pack lên. Đẹp rồi. Ok, xong. Mình ta bật lên. Cho thêm Ender Moth về một đi. Cả về original. Không biết Ender Moth nó sẽ như thế nào. Ok. Đầu tiên là xây tượng của mình. Mới vô đi xây tượng khá khó đấy. Đầu tiên mình sẽ làm ngôi nhà trước, mình sẽ xây tượng sau. Giờ mình đang mặc quần đen càng. Ok, tôi đã sinh tồn. Thế giờ bây giờ 2 phút cùng cho lần này. Ok, spam được chỗ xe mày. Wow, má cũng đẹp. Đầu tiên con lấy gỗ. Chắc gần đây sẽ có vài cái mod rất là bự ạ. Mình sẽ chỉnh lại cái có cái mầm cây nhìn bự phải. Ok, mình sẽ chỉnh lại cái chỉ cây. Những gì cái này có hình vuông.
Thì mình sẽ cắt cốt. Ok, mình đã chín được rồi đây. Đây là cái dầu chừa. Bây giờ tiếp tục cái công việc lấy cửa. Mình lấy cái lỗ này. Không biết cái bàn chế tải trong này ra sao, tại mình mới tải bắt rồi. Chừng thứ quá nồi. Mình cho thấy cái này là bữa đây. Bữa này bữa khác rồi. Bữa rồi. Ok, xong rồi. Bây giờ mình đã có hai màu gỗ khác nhau. Đây mình sẽ làm cái quần. Đây mình sẽ làm cái áo. Mình da đen nên mình sẽ lấy đất. Không, lấy đất này để là cái chân, còn da mình là da trắng mình. Đó, da mình là da trắng, đâu có ai có thể cản được. Mình là da thanh niên da trắng. Mình đang chơi cái bản 1.60.0. Đây là cái bản khá khó kiếm ở trên mạng. Cái sớm đầu tiên sẽ là tường này. Đây cũng là cái khu nhà mình luôn. Ok, tường thì ui ghê ta, nổi là màu cỏ luôn. What the hell? Sao lại đổ thành cái gỗ này? Ok, là chắc chả thiếu gỗ rồi. Nén đập của mẹ ta. Mình đang chơi cái đồ khó. Đây là bản tiếng Anh. Cũng không có gì vậy. Mình muốn các bạn ủng hộ cho mình để mình có thể có trọng lực ra những video tiếp theo. Ok. Giờ là tôi bự rồi đó, háng bự rồi. Đây chắc tất trong này nó lạ.
Rồi có một cục cho mẹ đen mà kinh khủng. Đi được chưa ta? Chưa. Tiếp theo là đặt hình dụng dầu mình nhỏ. Tiếng cũng đắt nữa là được. Ok. Trời ơi. Xe cái đầu mình sẽ bật độ sáng hết cỡ lên, bây giờ chẳng thấy cái bắt tối quá. Ok, tập này mình sẽ quay ít phút thôi. Video này sẽ cỡ ok. Ui, cái này bằng bằng cái vai bà rồi. Tóc sẽ được cắt màu nâu.
tôi là được. Chăm sóc, chăm sóc. Dạ. Dạ sao? Ủa cái tôi quay. Cái gì mà bự? Wow. Đúng quá đấy. Đúng quá đây. Bên đây lên bên tưởng qua đi biết. Biết. Biết rồi. Biết rồi, tôi qua đây, tôi qua này đẹp thế. Tôi chơi gì dở vậy? Đây chính là tôi của HT Gamer. À, khi mà bị Hero Rai cắn vài lần, à, mình đã xây được cái tượng này rồi. À, tiếp theo là gì? Đánh, thử thách đánh 10 con zombie. Ok. Tôi thích đánh người con này. Đầu tiên phải đi lấy đá trước. Ok, đang ăn cơm nên hơi ồn xíu. Okay. Cái này thấy hơi ảo. Mình bắt đầu thấy những cây kiếm mình thấy là lạ. Coi cây kiếm. Cây kiếm có lá. Cây kiếm có lá, cài resurfact chưa, cây kiếm có lá. Còn cái này là cái gì đây? Cái này là cây cuốc, cây rìu. Này cây cúp nè. Mát dư, cây xỉn. Ok, không làm cái thời gian của bạn nữa. Ok. Cái này các bạn biết cũng biết tụi mình làm gì rồi. Ok, mình đi vào đá. Đây chính là đá sao? Hình như có một cái là một cục đá. Mình sẽ đợi trời tối và mình sẽ đánh 10 con zombie. Yes. Cái tập mà mình chơi Minecraft Backward với pin á là lúc đó là toàn pin chơi thôi. Còn mà là mình coi phim Sủ Nhi. Đúng không Bi? Không. Đúng rồi mà. Ok, mình sẽ đợi trời tối. À, thử thách xây bức tượng đã xong. Đây là cây kiếm. À, giống thời cổ đại. Ừ, nhưng mà không ăn được. Ừ, mà không ăn được. Ồ, cây cúp này cũng đẹp. Cây rìu đây. Cái... bò nè. Bò nè. Ú, thịt. Không biết gì ra trong này như thế nè. Mình đã bật set 666 nên chơi hơi khó.
Anh tôi đang quay tập 1. Ok. Heo kìa. Heo, heo. Heo. Heo kìa. Cái gì thằng nào lấy như que heo này. Ok, bây giờ các bạn mình sẽ kết thúc series Minecraft. Ok, mình xin lỗi các bạn tại vì mình chưa làm sân vận động. Ha, nhìn em vừa ngay. Yes sir. Yes, ok sir, mà không tắt hả? Ok.